bị lửa cá nha các bạn. Trời cãi thì đang chuẩn bị mài dao được cho mình. Vô ơi, vô. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ngư Phủ các bạn ơi. Thì hôm nay anh em mình luộc nồi tôm tích siêu to để ăn nha các bạn. Nào, để mình lại quay sát sát cho các bạn xem. Tôm tích nãy là siêu luôn đó nha. Rồi nói hoài mà hát nè, khóc luôn nha. Quá trời các bạn. Ghe sao mới được chứ. Vô mà thắt vô. Để thắt vô. Quá ngon à.
chị ơi. Ừ. Chị mời tất cả anh em luôn nha. Lâu lâu anh em mới đứng để ăn một bữa đông vui như thế này các bạn không gầy. Có bố anh em mà nè, bữa nay thì có rất là nhiều anh em luôn. Vô khai giá ơi. Qua đây nè. Mình đứng ở đây nè. Vô hình đây. Các bạn thật không nào? Đó. Mời các bạn nha. Quá trời coi ơi. Nắp á. Nắp mặt này chứ à. Cũng còn thịt nè, quá trời luôn nè. Nè các bạn. Bên bên gãy đèn các bạn ơi. Kéo dưới chiều à. Nó lộ còn nó quăng tô nồi chén bát vậy. À. Mà có gạch nha. Giờ này chưa ăn cơm nên ăn, anh em ăn ngon quá trời, ăn không rồi bỏ nghỉ ăn cơm luôn. Má quỷ chồng nó ăn đồ mặn coi trời. Các bạn gạch nè. Wow. Con này bọc lỏng nè bạn ơi. Thật tạ vậy. Mấy tấm tích bự nó tiêu chưa anh chạy. Teo lại cha nữa. Nè các bạn. Mời các bạn nha. Nó có chạy trời. Mình hiếu nghi ăn cái gì vậy? Ăn nghỉ luôn bây giờ. Lạnh quá trời rồi. Chạy kéo quá giờ mới lạnh. Anh em quá trời làm rồi. Nè. Bữa nay quá mau các bạn ơi. Trong vòng bao nhiêu chiêu là anh em sửa trong cái nồi cái mâm này. Có kiểu đồ vàng là hạm nhất đó. Lúc chơi cái hè ăn hết luôn rồi. Chán vô giờ nói mà chen. Quá mạnh mà. Trời qua hết mâm rồi trời. Nó nhanh lúc mẹ đi chứ. Ra xong con này mình sẽ mình cầm máy quay mình quay cho cận cảnh các bạn. Cũng tại mình cũng còn đói bụng các bạn ơi. À, thịt nè nha. Tới luôn. Cái đèn luộc ăn ngon nữa à. Gạch vàng khừ luôn à. Này đi tầm đèo nữa các bạn. Đèo quá trời làm rồi. Đó, ăn chạy mép luôn các bạn. Chạy mép. Chạy mép quá. Bốt lia chị. Trời kìa. Đây. Cà túi nè. Nước giỏi luôn nè. Thấy ngọc nè các bạn. Trong dây thầy sải nè các bạn. Thầy hận đó. Đây là tài cải luôn nha. Lâm Chí Khanh nè các bạn. Chưa thầy chùa làm mau quá. Quá vậy cái mâm mau rồi. Chưa được 2 phút. Qua buổi chiều hết trơn rồi, chưa đầy 10 phút nữa hết trơn cái mâm này. Cái mâm này cũng 5kg á. Các bạn ăn giỏi luôn mà. Thấy không? Thường ngày thì ăn rất là chậm luôn các bạn. Nó
bữa nay anh em xúm lại ăn một phát một à. Ăn gì không lại đó các bạn ơi, quá chạy nó quá làm à. Quá khứ rồi. Tài gian nguyên nhỏ luôn à. 30 triệu. Trong vỏ mèo dữ dằn rồi chứ. Nè. Cỡ này nè, mình nên lý mình đèo ăn cỡ này nè. Thấy ngọc cũng là bạn, thấy ngọc chưa tắm luôn kìa. Thôi kết thúc clip kênh đó quay. Anh em mình kết thúc clip mới được chứ. Thôi các bạn ơi, bây giờ anh em mình cũng ăn xong rồi. Anh ơi, kết thúc clip luôn, uống nước mắm luôn kìa. Thôi các bạn ơi, anh em mình xin kết thúc clip đây các bạn ơi. Tại vì anh em đã mới làm xong đó các bạn, chưa ăn cơm nên ăn rất là ngon miệng luôn. Nên cái mâm này ăn trong vòng chưa đầy 10 phút nữa anh em mình đã ăn xong rồi các bạn. Thôi bây giờ mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã xem hết trơn clip của mấy anh em mình các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh, một like, chia sẻ, ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào các bạn. Chào bạn luôn nha. Anh Út chưa tắm luôn nè. Chưa tắm luôn. Anh Út mới làm xong chưa tắm nè, các bạn thấy không? Bộ mình này còn ướt luôn nè. À. Mình cũng chưa tắm nữa các bạn, tại mình ăn vậy chưa tắm. Thôi các bạn ơi, xin chào các bạn nha.